ra theo cái chiều hướng nào. Lực cấm ban đầu thì vẫn đang được giữ nguyên. Chúng ta đang thấy là Real đã bị cấm đến từ bên phía của Katie Royster rồi. Có lẽ rằng là những cái lực cấm tôi nghĩ rằng cũng sẽ không có nhiều sự thay đổi đâu. Bên phía của Katie cũng như là DK cũng sẽ vẫn tương tự là những cái sự lựa chọn như vậy. DK thì họ sẽ có những gì? Họ sẽ có Senna, Kalista, Varus xuất hiện ở trên bàn cấm. Bên phía của Katie Royster thì để xem là liệu rằng là khi mà họ tiếp tục có được cái quyền chọn trước thì họ có muốn ưu tiên cho mình cái vị tướng Rexha hay không. Một cái vị tướng đang khiến cho bên phía KT thật sự là rất vất vả trong cái ván chiếu đầu tiên vừa rồi. Maokai giống như lực lựa chọn cấm ở trong cái ván thi đấu đầu tiên, thì liệu rằng bên phía của KT có muốn tước bỏ vị tướng này, vẫn đang giữ là những vị tướng khá là giống với ván thi đấu đầu tiên. Chờ đợi coi Banbit nó có giống với lại ván 1 hay không đây. Nếu như mà bên phía của KT chắc sẽ khác một đôi phần, đó chính là con bài Redside, là một sự lựa chọn đã được khẳng định cái sức mạnh ở cung đường trên tương đối là tốt. Nếu như mà Perfect không có được những cái sự lựa chọn đáp trả như là Aatrox hoặc là để tin, thật ra Aatrox đánh với lại Redside thì chúng ta vẫn thấy cái sự chủ động vẫn đang nghiêng về cho bên phía của Redside nhiều hơn. Rồi, đã có thay đổi. Jerry, con tướng đã tạo nên rất nhiều những cú multi kill dành cho Anmin ở trong vài thi đấu trước đã bị cấm. Đã có sự thay đổi và tôi nghĩ rằng là nên có sự thay đổi từ bên phía của Katie Royster. Họ không nên để hở ra những cái con bài theo kiểu như này nữa. Họ kiểu như là họ sẽ rơi vào cái tình thế khó khăn, họ không xử lý được. Không còn Jerry nữa thì bên phía Katie Royster sẽ quyết định là power pick cho mình Varus dành cho Death ở trong cái ván thi đấu thứ hai này. Để xem rằng là cái sự lựa chọn của bên phía Nordipuskia sẽ là như thế nào đây. Cái rất nhiều những sự lựa chọn ở khu vực đường giữa đường trên vẫn còn đang được để hở ra. Ở trong bàn đấu đầu tiên thì chúng ta thấy rằng DK họ cấm chọn như vậy, thì xem lần này có tiếp tục là như thế hay không. Lần này thì Talia đã bị cấm chứ không phải là Varus. Cũng quyết định ưu tiên dành cho Dev là một sự lựa chọn an toàn. Varus sát lực ở khu vực dưới. Đổi kèo, Armin sẽ đánh Lucian kết hợp cùng với lại Nami chẳng hạn ở vị trí thứ 3. Hay sẽ có một mẫu chiếc tướng nào đây? Chúng ta đang thấy một mức độ tự tin nhất định đến từ bên phía của Lucid. Anh ta hoàn toàn có thể biết trước. Azir là một cái sự lựa chọn đảm bảo dành cho bên phía của Smaker rồi. Có thể thấy như tình huống quá đặc kêu cuối cùng, nếu như mà Smaker lao thẳng vào phân chia thiên hạ thì có xác suất rất cao sẽ có được Delta kêu, nhưng quyết định đến từ Smaker là thôi, đảm bảo cái sự an toàn của mình bằng chiến thắng. Anh ta đứng ngoài, anh ta đánh nhà và mang về chiến thắng ở ván thi đấu đầu tiên dành phía của Dikotka đấy thôi. Câu trả lời đáp trả dành cho bên phía của KT cũng đã có. Lần này thì BC sẽ múa Lee Sin kết hợp cùng với lại Nautilus có thể được khóa vào khu vực dưới dành cho Biro. Khó chịu rồi đấy, Pilsic bắt đầu cảm thấy hơi nóng mắt về cái màn trình diễn Lee Sin của Lucid trong cái ván thi đấu trước vừa rồi. Liên tiếp là những tình huống sóng âm vô ảnh cước lao vào gây sức ép lên Sejuani trong tay của Pilsic. Và ở ván thi đấu thứ hai này thì Pilsic sẽ là người trình diễn cái vị tướng này cho cậu em Lucid. Để xem là ở trong cái phase cấm chọn thứ hai thì bên phía huấn luyện viên Zephyr sẽ có những cái tính toán gì cho người chơi đi rừng của mình. Đối đầu với cả Lee Sin thì chúng ta vẫn sẽ còn đó có thể là Xin Zhao chẳng hạn. Đó không phải một sự lựa chọn tệ một chút nào. Rồi sang phase 2, những lực cấm sẽ nhắm vào khu vực đường trên của cả hai phía, hay sẽ là khu vực đường giữa dành cho phía của Dimplekia đây khi mà họ đã có được cho mình đó con bài Azir. Azir về mặt bản chất với bước chân thần tốc thì khả năng đi đường cũng tương đối là tốt. Và quyết định đến từ bên phía của Dimplekia là vẫn muốn hạn chế những cái mẫu chất tướng có khả năng tạo đột biến đến từ bên phía của BD với việc loại bỏ đi luôn cho mình đó Orianna. Redside kìa, Redside vẫn đang còn nha. Vâng ạ, Redside vẫn đang còn. Để xem liệu rằng là bên phía của Katie Royster họ có muốn cấm đi vị tướng này hay không. Thật ra tầm này Rek'Sai xuất hiện trên bàn cấm thì tôi nghĩ rằng là vẫn sẽ hơi khó. Các vị huấn luyện viên cũng đang chưa tính tới cái điều này, có thể là như vậy. Trước hết là chúng ta cũng sẽ cần phải kiên nhẫn một chút đã. Bên phía của Dipleskia họ vẫn sẽ có thể nhắm thêm được một con tướng nữa vào khu vực giữa nếu như mà họ muốn. Hoặc là họ có thể cấm đi bớt những con bài của Perfect như là ở ván đầu tiên họ cấm đi Na chẳng hạn. Không phải là một cái sự lựa chọn tệ. Syndra. Syndra sao mấy cơ dùng để cấm BD. Ta đang sợ rằng cái cặp bít rừng sẽ có lượng sát thương hỗn hợp, nhưng mà bắt cặp cùng với lại Lee Sin chúng ta vẫn đang có những mẫu chất tướng như là Ahri hoặc có thể là Lập Lăng ở trong meta này thì cơ hội xuất hiện chưa nhiều cho lắm, nhưng Ahri thì có thể đấy. Redside lần này đã bị cấm rồi, mức độ đi đường quá khó chịu đối với lại mẫu chất tướng của mình đường trên, và quyết định đến từ bên phía của KT là thôi cấm đi cho nó chắc. Chắc chắn là phải như vậy rồi, một cái sự lựa chọn rất là hợp lý từ bên phía của KT roster mà thôi. Họ là người chọn sau ở trong phase 2, vậy nên là họ cũng không muốn mạo hiểm và sự lựa chọn để làm gì cả.
Tuy nhiên thì vẫn sẽ để cho Kingen cầm cho mình Kassante ở trong cái trận đấu này. Với nguồn sát thương tới từ Lucien và Asia đã khá là ổn định rồi thì DK họ cũng sẽ không cần phải bổ sung thêm quá nhiều nguồn sát thương nữa. Họ cần thêm một vài sự quấy nhiễu. Thì Kassante cộng thêm đó là ở trong khu vực rừng, có thể là theo dạng như là xin giao như đã nói, không phải là một cái sự lắp ghép tệ. Và ngày hôm nay thì BD sẽ debut con tướng Vega ở khu vực giữa. Mùa giải năm nay thì đây lần đầu tiên mà Vega sẽ được xuất hiện. Ở phiên bản cập nhật vừa qua thì cũng được boost đôi phần về mặt sức mạnh, khả năng trao đổi chiêu thức, vì vậy cũng sẽ được gia tăng thêm. Và biết đâu đấy chúng ta sẽ có được một con Vega vương miệng Surela để có thể kích tốc cho những người đồng đội của mình. Lối chơi đa phần mang thiên hướng đa dụng tại vùng khống chế, với mắt Q và mắt E liên tiếp là những tình huống bẻ cong không gian để tạo ra một cái luồng khép góc trong những tình huống cạnh tranh những cái mục tiêu lớn ở trong cái ván thi đấu này. Vẫn sẽ là một ván thi đấu mà chúng ta dự trù rằng kéo tương đối là dài nha, bởi vì đội hình của cả hai phía cũng đang thiên hướng về giai đoạn về sau của ván thi đấu. Có chăng đó chính là cái sự lựa chọn tự tin dành cho Lucid với vị tướng Quyết Xin Giao đã được khóa vào dành cho anh ta. Thật ra là bên phía đội hình của DK họ cũng sẽ có thể đánh nhanh được một chút ở khu vực nửa dưới nếu như mà họ có thể set up những cái vị trí di chuyển tốt, bởi vì là Xin Giao ở giai đoạn đầu trận thì sẽ có hiệu ứng khống chế. Sát thương tới từ Lucien và Nami thì tương đối nhiều ở dạng cấp 3. Bên phía của DK họ sẽ có thể một lần nữa họ cố gắng khai thác thật mạnh vào khu vực đường dưới, giống như việc mà họ đã làm ở bản đấu đầu tiên. Họ sẽ khiến cho cặp đôi xạ thủ bên phía KT Roster gặp rất là nhiều khó khăn trong cái giai đoạn đi đường, và sẽ khi dần bị thua thiệt về chỉ số farm, rồi dần bị thua thiệt về những cái lớp sắp trụ ở những cái phút đầu tiên. Đồng ý, giai đoạn đi đường nó vẫn đang tác động khá là nhiều. Chúng ta có thể thấy một trong những tiền đề để giúp cho bên phía của Diplakia thắng ở trong ván thi đấu đầu tiên, đó chính là họ đã có giai đoạn đi đường quá tốt, với nhiều lợi thế về mặt thế trận, những cái đợt lính được đẩy trước và họ di chuyển để có thể kiểm soát tầm nhìn. Phải chăng trên màn hình đó chính là những vị phụ huynh đến từ bên phía của Kingen hay không, khi mà chúng ta đang thấy một ngày thi đấu, một ván thi đấu đầu tiên tương đối là thăng hoa dành cho con bài Rasa của Kingen. Những ván thi đấu này thì anh ta sử dụng Kassante đối đầu với lại tướng tủ Gena của Perfect, thì đây cũng sẽ là cái kèo rất đáng để có thể trông chờ vào sự đột biến ở giai đoạn về sau của cả Kingen lẫn Perfect. Vâng, thưa các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tới với ván thi đấu thứ hai trong cặp BO5 giữa KT và DK trong giai đoạn playoff của LCK mùa xuân 2024 đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt, và chúng tôi cũng rất mong muốn các bạn khán giả sẽ để lại chúng tôi những cái tình cảm và như đợt like, follow, subscribe cho các nền tảng phát sóng trực tiếp của chúng tôi. Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tới với những diễn biến đầu tiên của cái ván thi đấu thứ hai này, một cái ván thi đấu mà cả hai bên đang có những cái sự tính toán riêng trong giai đoạn cấm chọn của mình, đặc biệt là với cái sự lựa chọn Lee Sin. Tôi thấy là cũng cực kỳ là tự tin và máu mặt từ Music, thêm đó là vị tướng Vega sẽ được BD debut ở tại giải mùa xuân năm nay nữa. Bộ đôi này có khả năng phối hợp với nhau ở thời điểm cấp độ 6 cũng tương đối là căng nha. Một tình huống kích cái vương miệng Surela có thể được lên đến từ bên phía của BD, chạy nhanh hơn, áp sát, sau đó đặt bẻ cong không gian. Music tiếp cận với tình huống cắm bắt hộ thể, đá nổ lông cước găm vào cái bẻ cong không gian đó, và sau đó dùng sát thương đến từ cho cả hai phía. Trời ơi, viễn cảnh quá đẹp ở thời điểm cấp độ 6 dành cho KT Roster. Cái pha combo rất là TikTok được anh Linh vẽ ra cho chúng ta. Nhưng mà thật ra trên thực tế thì có mà. Bởi vì cả Piosic và Lucid đều là hai trong số những người chơi đánh Lee Sin này rất là hay ở tại LCK, thì hoàn toàn sẽ có thể là những cái pha như vậy. Bây giờ mà Piosic vòng ra phía sau mà bắt được như kiểu là Smoker hay là Kaelin chẳng hạn, em mình thì khó hơn một chút bởi vì anh ta có thanh tẩy. Nhưng mà nếu như mà kéo được cái thanh tẩy đi thì cái kịch bản nó hoàn toàn sẽ có thể xảy ra. Đường dưới va chạm rất căng đến từ cho cái phía Kaelin, liệu rằng không, anh ta vẫn di chuyển ra khỏi được cái tầm đánh đến từ bên phía của Bero, khiến cho Bero không đánh tay nội tại giữ chân được. Khu vực dưới vẫn đang là cái cuộc cạnh tranh lên cấp độ 2, và cặp đôi của bên phía KT là người thắng sẽ tay dài hơn lên cấp độ 2. Bero vào vị trí để có thể tung ra cú kéo và quyết định đến từ bên phía của Amin, và Kaelin rút lui không có bất kỳ một cái sai lầm nào cả đến từ bộ đôi đường dưới của bên phía Diplakia. Vòng rừng của Lucid vẫn sẽ là vòng rừng hướng lên cánh dưới với ăn 37 cánh trên, và sau đó cái điểm cuối của anh ta vẫn sẽ là cái khu vực đường dưới để có thể tạo ra những thêm những cái sức ép dành cho Amin. Còn ngược trở lại thì Bilsic sẽ tạo đột biến, nhưng trước đó một con mắt được cắm ra trong bụi cỏ chặt ba của phía Diplakia đã phát hiện cái hướng di chuyển này của Bilsic. Nhưng Bilsic vẫn sẽ có thể xâm lăng được bởi vì đường dưới của anh ta đang đẩy, anh ta tiến vào rất sâu trong phần rừng của phía Lucid. Thì phía bên kia Bilsic đã tấn công một con bùa xanh này,
và Dev cùng với cả Barrow đang là người di chuyển ra trước, mắt được cắm trả ngược trở lại tới từ phía Six rồi, nhưng mà cơ sở nào cho Lucid tiến vào đây, không thể bỏ đàn lính này từ Em Minh được, di chuyển rất hay từ phía Katie Roster, hạn chế phần nào đó tài nguyên ở trong tình huống cướp bùa xanh, và sau đó họ còn muốn cướp thêm con cốc nữa. Tiền đề nhất định là một cái đợt lính ba quay được tràn trụ và tạo ra rất nhiều khoảng trống dành cho cả Dev lẫn Biro để có thể tấn công phong lôi thường, nhưng đó là một cuộc cạnh tranh tốt hơn dành cho Lucid với phong lôi thường kết hợp cùng với lại trừng phạt của mình. Câu chuyện cũng khá là giống ở ván đấu đầu tiên. Ván đấu đầu tiên thì Pilsic cùng với cả Lucid đã tranh nhau con cua trên, thì Lucid cũng là người thắng, và lần này thì là con cóc dưới, Lucid cũng tiếp tục là người giành chiến thắng với những pha trừng phạt tốt của mình. Nhưng mà Lucid nên làm tốt ở những cái mục tiêu như là rồng hay là Baron nha. Trong cái ván đấu thứ nhất vừa rồi thì những cái pha trừng phạt rồng với cả những cái pha trừng phạt Baron của Lucid thì lại không hay cho lắm, mà anh ta lại hay để ý tới những con cua với con cóc, con chim quỷ biến dị. Thì đó chỉ có mỗi một cái điểm như vậy là Lucid sẽ cần phải cải thiện ở trong cái ván thi đấu thứ hai này mà thôi. Còn không thì những cái màn trình diễn của anh ấy vẫn đang tương đối là ổn. Mặc dù không cướp được con cóc, cướp được con cóc thì là quá triệt để rồi đúng không? Nhưng mà dù sao thì Lucid cũng có được trong đó cái vòng rừng hai cua, với việc ăn cua dưới chạy lên khoảng trống của cua rừng trên vẫn có. Trừng phạt của anh ta được sử dụng sớm luôn để có thể dọn dẹp con cua trên và từ đó tạo ra thêm những cái cơ hội để có thể farm tiếp cái phần tài nguyên ở cánh trên. Lần về nhà đầu tiên đến từ Lucid là cái lần về nhà anh ta có rất nhiều tiền. Xem là Lucid anh ta sẽ tiếp tục vòng rừng của mình như thế nào đây. Có lẽ là ăn ba bãi trên rồi biến về và sau đó đánh lệch xuống đường dưới thời điểm mà có con rồng chẳng hạn. Bởi vì là Barrow cùng với cả Dev đang có được một cái thế đẩy tương đối là tốt trong cái khoảng thời gian đầu trận vừa qua. Cái khả năng cấu rỉa tới từ Dev, khả năng trao đổi quãng ngắn thì cũng là tương đối tốt khi mà anh ta cầm cho mình cái mưa kiếm, không quá là ngại những cái pha mà Em Minh và cái Linh cứ lướt lên bắn đâu, bởi vì là Em Minh cũng đã phải trao đổi tương đối là nhiều năng lượng cho những cái pha trao đổi rồi, thì đó sẽ có thể là cái hướng di chuyển khá là hợp lý dành cho Pilsic. Rồi, kèo chắc tướng thì BD vẫn đang chú trọng tới cái việc farm và cố gắng để có thể cấu rỉa máu mà thôi. Chưa có nhiều lắm những tình huống va chạm đến từ cho cả hai. Nhưng giai đoạn đi đường lần này của bên phía KT Roster đã được cải thiện. Tôi nghĩ là như vậy, khi mà đường trên đang một cái đường gác trước về mặt chỉ số lính, đường dưới cũng đang có thể chủ động dành cho Dev lẫn Biro. Đường trên đang đẩy rất là mạnh, vậy nên là Pilsic đơn giản thôi. Anh ta làm những cái điều dễ, không cần phải làm điều khó làm gì cả. Xuống đường dưới thì nó sẽ rơi vào cái thế khá là 50-50. Perfect đang là người đẩy cực kỳ là mạnh, vậy nên là anh sẽ tấn công vào cái bầy sâu hư không đầu tiên ở trong cái ván thiếu này. Thậm chí rằng là có thể quét được toàn bộ sâu luôn. Cái khả năng tác động vào công trình tới từ bên phía cái Tiroster ván này sẽ nhỉnh hơn một chút, khi mà sải tay của Varus là tốt, có sự quấy nhiễu tới từ bẻ cong không gian của Vega trong tay BD. Chờ đợi thôi, cái đội hình của cả hai phía được pick như thế này, chúng ta phải chờ ít nhất là thời điểm cấp độ 6 thì dành cho cả hai thì chúng ta mới có cơ sở để có thể tấn công, đặc biệt là bên phía KT Roster. Cấp độ 6 của họ là cái thời điểm đầu tiên về cái lượng sức mạnh, chúng ta đang thấy hiệu không chế sẽ được gia tăng thêm ở rất nhiều vị trí khác nhau, lượng sát thương vì vậy cũng được gia tăng thêm nữa. Thì chờ trong ít phút nữa chúng ta sẽ viện vào những cái cớ như là rồng nguyên tố hoặc là những cái tình huống cạnh tranh con cua ở trong cái đợt 2, đợt 3 thì chúng ta sẽ có được nhiều hơn những tình huống va chạm. Còn ở thời điểm hiện tại thì cả hai bên chỉ đang thi nhau để có thể đẩy đường mà thôi. Chúng ta vẫn sẽ có được một con Varus sắc lực ở khu vực dưới dành cho Dev. Tầm hoạt động xa lần này giúp cho Dev dễ dàng có được nhiều vị trí để có thể gây sát thương. Em Minh cùng với cả Kaylin đã chủ động giảm cái nhịp đẩy của mình rồi. Họ không muốn đẩy quá là mạnh nữa và để cho Dev cùng với cả Barrow là người chiếm được cái thế thượng phong. Mặc dù là có khả năng trao đổi tốt, nhưng mà cái cặp đôi Lucian và Nami này thì có lẽ rằng là cũng đang thật sự là bị các đội tuyển ở LCK khắc chế. Thì có lẽ rằng là các huấn luyện viên cũng nên có một vài cái sự xem xét lại về cặp đôi này. Nhưng ở đường trên giao tranh nổ ra, kinh ngân dùng luôn cho mình chiêu cuối. Trước đó thì Perfect dùng chiêu cuối rồi. Perfect về dạng na tí nị. Những đòn đánh tay của Perfect sẽ rất đau, nhưng kinh ngân cũng tương tự là vậy. Kinh ngân phải bỏ chạy, kinh ngân phải tìm đường lui và đối một cú queen khiến cho Perfect mất tốc biến phong lôi thương vào. Lucid có mặt kịp thời, điểm chiến công đầu đang chờ đợi anh thà, và anh kinh ngân là người có điểm đó. Một tình huống đánh hơi tự tin của bên phía Perfect, bởi vì những người đồng đội của anh ta, 4 người đang tấn công vào con rồng nguyên tố, rõ ràng là anh ta sẽ bị sức ép ngược trở lại đến từ bên phía của Lucid. Và đó là tình huống câu kéo thành công dành cho Kingen, mất quá nhiều thời gian để cho Perfect có cơ hội để có thể rút lui. Và khi mà Lucid tiếp cận với cú phong lôi thương và tốc biến của mình thì Perfect mất đi cái cơ hội đó. Một điểm hạ gục khu vực trên rất sớm dành cho bên phía của Diplakia. Và bây giờ thì Em Minh, anh ta đang tương đối là tự tin tiến lên. Cái chỉ số lính của Em Minh trong cái ván thiếu này không tệ nha. Và Em Minh sợ rằng là anh ta sẽ bị vấp trong cái pha đó, nhưng mà không, Em Minh có truy cùng diệt tận, lướt ra khỏi tầm nguy hiểm tới từ con Nautilus của Barrow. Ôi cha,
Ghê vậy nè, ghê vậy nè, né thêm một cái cú móc mỏ neo nữa luôn. Trời ơi, điểm đánh gà tăng lương cho Amin chắc luôn rồi. Vào playoff cái là nâng cấp khoản tiền lương thưởng gì đó. Amin đánh dư lên đồng. Ở trong hai ván thi đấu ngày hôm nay, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại thì anh ta vẫn đang thi đấu một cách rất chủ động ở khu vực dưới. Không có được những cái áp lực mà như chúng ta mong muốn, tức là Lucian phải đẩy mạnh xong rồi phải cấu máu. Nhưng mà cái khoảng cách về chỉ số lính như thế này thì cũng là tương đối tốt được cho Emin rồi. Emin đang lao lên bắn rất tự tin, Thanh Trường được xả ra và đẹp. Rất đau đớn, buộc phải đi về trong pha này mà thôi. Piosic đang có mặt ở phía sau, Piosic lao thẳng vào, đá được một người về, đó chính là Kellen. Kellen có hơi máu, anh ta tốc đến bỏ chạy, anh ta đã phải nằm lại rồi. Đẹp là người ăn điểm hạ gục đó và bây giờ Piosic đang đi lạc, cầm một con mắt cắm vào bụi cỏ đó, đã có mắt cắm xuống. Lucid đang tiếp cận, Showmaker cũng đang tiếp cận. Piosic anh ta còn hộ thể, anh ta hộ thể về đường nào đây, anh ta bị đẩy vào trong tường, anh ta cố gắng sống âm vào đâu đó để có thể bỏ chạy, không được. Bây giờ tới lượt Pedro gặp nguy hiểm, có vẻ trong không gian tới từ BD giữa từ hai người lại là Lucid với cả Showmaker, nhưng sau đó là không còn có sau đó nữa rồi. 4-1 ở trong tình huống va chạm vừa rồi đến từ cho cả phía, và hai điểm hạ gục vừa rồi được dành cho hai người chơi xạ thủ, cho cả hai luôn. Có thể thấy nhiều cái khả năng nhường điểm hạ gục ở trong những vị trí trọng yếu cũng tương đối là tốt. Còn đây là tình huống mà Buffett mất đường về, anh ta bị thả diều, anh ta bị King Gun câu kéo và thậm chí đã mất tốc biến ở trong tình huống né được cái Wii 3 vừa rồi của King Gun. Khi mà Lucid ăn xong con cua trên và tiếp cận ở khu cánh trên một cách tương đối là đơn giản, cấp độ sau cũng đã được hình thành. Amin pha thi đấu này thì hơi thấp năng lượng chút xíu, Lucid thì cũng đã có tình huống vòng ra tương đối là tốt để có thể nhắm vào Kellen, người mới chỉ đạt được cho mình ở cấp độ 5 mà thôi. Amin kết hợp cùng với lại Kellen cũng có được cái phương án để có thể phản kháng với hồi máu và chủ động tốc biến của mình, nhưng tự chung lại cũng chỉ là một tình huống 1-1 khi mà Lucid can thiệp được ở đường dưới. Sau đó thì bên phía của DK thì họ cũng đã có cho mình được một cái lượng tài nguyên dành cho xạ thủ. Hai xạ thủ thì cũng đang có được một cái lượng mạng bằng so với cả nhau, nhưng bây giờ còn ai ở đường trên, giao tranh lại nổ ra thêm lần nữa, dùng một chiêu cuối tới từ King Gun. Và King Gun đang đánh Perfect rất là đau. Perfect kỳ này về nổi hay không đấy, không về nổi rồi. Piosic tới cân cả Piosic luôn. Điểm hạ gục thứ hai cho anh King Gun. Wow, a solo kill cùng đường trên, có thể thấy như bù lại phụ huynh đã được búp dành cho King Gun ở trong cái cặp trận này. Công đây đánh cực kỳ tốt với những cái kèo chất tướng đang được vận hành dành cho bên phía của Team Latkia. Thậm chí là có sự hỗ trợ nhỏ nhỏ đến từ bên phía của Besit với tình huống hộ thể vừa rồi, nhưng mà nó không ăn thua, vẫn có được thêm điểm hạ gục thứ hai dành cho King Gun ở trong cái kèo thi đấu này. Showmaker vẫn đang trì trạc để có thể đẩy được lính ở đường giữa và anh ta đã mang về một khiên trụ. Tuy nhiên thì bên phía của DK mặc dù họ có lợi thế đường trên nhưng họ lại không kiểm soát được sâu. Và đó sẽ là toàn bộ 6 sâu hư không dành cho bên phía của KT Roster. Nhưng mà trên thực tế thì cái khả năng tác động vào công trình tới từ KT đang không thực sự tốt cho lắm. Thậm chí là họ đang là người hơi bị thua thiệt một chút. Thanh Trừng được băm ra vào người của Barrel một nửa, vào người Dep một nửa. Lượng máu mất đi cũng là khá khá, nhưng mà chỉ là một gây áp lực mà thôi. Nào, tốc biến móc mỏ neo, ôi móc mỏ neo thường. Và đã bị em mình né đi bằng cú truy cùng diệt tận. Ồ, như vậy chúng ta cũng đang có thể thấy giai đoạn đầu thì bên phía của KT Roster đã có giai đoạn đi đường tốt, nhưng bên phía của Team Latkia bắt đầu đẩy mạnh cái nhịp độ của ván thi đấu này bằng liên tiếp những tình huống va chạm. Hãy cùng xem một tình huống solo kill khu vực đường trên đẩy mở đường, có khô máu, thậm chí là có một tình huống đứt vào tường thì phải không, đó là cơ hội để có thể kích cái tốc hành lên đến từ bên phía của King Gun. Và với cú tốc hành thì sau khi dứt điểm được Perfect, anh ta vẫn có cơ hội để có thể đào thoát lùi về phía sau. Hai điểm hạ gục, tốc độ lên trang bị dành cho King Gun ở trong ván thi đấu này đang tương đối là cao. Để xem nào, trong cái khoảng thời gian tới thì bên phía DK họ sẽ có thể triển khai được cho mình cái khả năng kiểm soát ở khu vực cánh dưới hay không. King Gun có dịch chuyển, nếu như có một pha giao tranh 5 người thì King Gun hoàn toàn sẽ có thể đắp đất để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Ở khu vực đường dưới thì đã là một phong thần kiếm cộng với cả một mảnh vỡ cơ chi tới từ Emin rồi. Những cái pha mỗi một lần, những cái pha lướt lên đánh tay tới từ Lucian cho tới Emin cũng sẽ rất là khó chịu trước một cái thêm giao tranh nào đó. Và DK họ cũng đang sắp xếp một vài những cái lượng tầm nhìn, cái lượng thông tin cần phải kiếm ở trong khu vực ở dưới bản đồ đây. Họ sẽ có thể đánh từ đường dưới đánh lên, bởi vì thế lính đường dưới sẽ được Emin đưa vào. Bên phía của cái Tiroster họ là người khởi động con rồng này trước. Dịch chuyển hay chưa đây? Đang chờ cú dịch chuyển tới từ King Gun. Bây giờ là Lucid cùng với cả Kellen và Emin lao vào trước. Dịch chuyển đã có rồi, dịch chuyển bên phía kia cũng có luôn, và đó là Def. Def là người ăn được rồng. Lucid lao thẳng vào, dùng chiêu cuối anh ta chống chịu được khá là nhiều sát thương, nhưng Showmaker gặp rất nhiều nguy hiểm, lao thẳng vào tới từ Piosic. Piosic buộc phải lui ra với chỉ khoảng tầm hơn 200 máu. King Gun đang là người đứng chè, Perfect vẫn đang muốn lao lên, móc một em người King Gun. King Gun bị giữ chân, King Gun nằm lại, mạng shutdown dành cho Piosic.
Thắng lợi dành cho phía của KT Roster chưa kết thúc giao tranh, quyết định lao vào có nổ lông cướp đáp trả ngược trở lại và tốc biến đào thoát đến từ bên phía của Bilsit. Mũi tên vừa rồi của Dep không trúng vào người của Sabaker. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc pha giao tranh này với chỉ một điểm hạ gục dành cho phía của KT Roster mà thôi. Nhưng họ sở hữu luôn cho mình đó là con rồng nguyên tố thứ hai của ván thi đấu này. Khả năng khép góc, khả năng nhấp nhã và khả năng dứt điểm mục tiêu đến từ bên phía của KT là tốt hơn. DK vừa rồi thì họ lại có một cái pha giao tranh không hề tuyệt vời một chút nào cả. Đây không phải là đội hình nhấp nhả nữa, đây là đội hình họ buộc phải đánh. Với những Azir, với những Xin Zhao, rồi cả Lucian nữa, nếu như sát thương đã được nhồi vào rồi là phải nhồi cùng với nhau. Họ không thể nhấp nhả như ở bản đấu trước được, bởi vì họ có thể giữ lại tài nguyên. Trước đó thì em mình, anh ta cũng không bung ra cho mình cú thanh trừng. Bên đây cũng sẽ hơi bị thiếu hụt một chút về cái góc để có thể giao tranh. Trong khi KT thì họ xử lý rất hay, họ lui ra được một khoảng rất là xa, họ khiến cho DK phải tràn lên. Và khi không có đủ tài nguyên nữa thì DK họ buộc phải ôm nhau mà rút lui mà thôi. Và chưa kể đó, BD cũng đã xử lý khá là tốt. Anh ta chủ động tốc biến để không bị đẩy về bởi cái bán nguyệt thương của Lucid và có cơ hội để thêm quay ngược trở lại, sử dụng cái bẻ cong không gian của mình để có thể khép góc được kinh gần. Lối lên trang bị của anh ta là lối lên trang bị pháp sư với một quyền trượng thiên thần chứ không phải là cái vương miệng Surela để có thể tạo ra tiền đề tấn công dành cho những người đồng đội của mình. Anh ta đang hướng tới một con Vega sức mạnh phép thuật tăng tiến ở dàn về sau để có thể đảm bảo cái lượng sát thương dành cho bên phía của KT Roster. Thêm một cái vấn đề nữa mà bên phía của DK họ gặp phải đó chính là lại một lần nữa là Lucid anh ta trừng phạt không tốt. Và như đã nói, câu chuyện lại ở hang rồng. Người ăn được rồng không phải là Lucid, cũng chẳng phải là Pilsic, mà đó là Varus trong tay của Dep. Bây giờ con sứ giả này thì sao đây? Lucid đang là người chủ động triển khai cho mình con sứ giả. Barrow đang tới, móc mỏ đeo đang chờ sẵn, đang phải né. Lucid né được sóng ngầm rồi, vẫn đang cố gắng lách. Lách rất là khó chịu. KT quyết định là họ không tấn công trong cái pha này, họ sẽ tạm thời lui nhẹ ra. Pilsic cũng chỉ lao vào và nhử con sứ giả ra thôi, chưa thể ăn được. Lucid đang bị cấu rỉa, King gần ngang là người đi tới với cú Q3 đang ở trên người, không hất tung được ai về cả. Bên phía cái Tiroster họ đang chờ, họ vẫn còn BD cùng với cả Perfect đang tìm đường để thể phóng ra phía sau. Máu đang bị cấu rỉa đi từ bên phía của DK, con sứ giả vẫn còn tầm 5000 máu và ôi đó là Kaelin, ôi móc mỏ đeo vào tường tới từ Barrow. Barrow phải tốc biến để có thể bỏ chạy. Con sứ giả vẫn đang trong quyền tranh chấp. Barrow lao vào, móc mỏ neo lần này đã trúng nạn nhân là Showmaker, nhưng Barrow mất quá nhiều máu, anh ta buộc phải nằm lại. Pilsic lao thẳng vào đổi mạng thành công. King đang chống chịu, anh ta chống chịu tương đối tốt, nhưng sát thương tới từ KT là đủ và đó là double kill dành cho Pilsic. Những tình huống nhấp nhã lần này đến từ bên phía KT Roster đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Họ đang sở hữu một đội hình có rất nhiều công chế và khả năng khép góc đến từ những cú kéo của Biro lẫn cú bẻ cong không gian của BD. Nó là một cái công cụ quá lợi hại dành cho bên phía của KT Roster để có thể kiểm soát mục tiêu là con sứ giả và Diplodocus bị dấn sâu vào những tình huống nhấp nhã như vậy. Thì bên phía của KT cứ hồi chiêu là kéo, thì cái tỷ lệ chuẩn xác dù sao đó cũng sẽ là có mà thôi. Thêm một điểm hạ gục nữa dành cho bên phía của KT Roster và thêm vào cái cơ hội để có thể kiểm soát con sứ giả. Mục tiêu lớn ở trong ván thi đấu này nghiêng về cho KT. KT Roster họ đang kiểm soát rất là tốt ở trong cái ván thi đấu thứ hai. Họ không còn để cho những cái bước di chuyển của Lucid khiến cho họ chịu những cái áp lực nữa. Lucid lần này thi đấu vô cùng là chủ động, anh ta đang cầm trên người một lượng tài nguyên rất là lớn với 311 KDA, 300 vàng tiền thưởng cộng với cả một món trang bị rưỡi ở trên người rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem lại pha giao tranh này. Đó là một cái tình huống mà bên phía của KT Roster họ đã rất là chủ động bắt được vào vị trí kè lên. Hơi đáng tiếc rằng là Barrow móc mỏ neo hụt, chứ nếu không thì bên phía của DK họ sẽ bị thiếu người trong pha này. Sau đó lại tiếp tục là một cú móc mỏ neo trong bóng tối chính xác vào người của Showmaker. Mặc dù là anh ta nằm lại nhưng mà những gì anh ta để lại dành cho đồng đội là vô cùng nhiều, với hai mạng thêm nữa dành cho Pilsic. Bởi vì rõ ràng ngoài những cái điểm hai gục thì chúng ta cũng sẽ có được thêm những cái mục tiêu dành cho phía của KT Roster. Giai đoạn đi đường có thể gọi là kết thúc rồi, nhưng như đã nói, Diplodocus cũng đã có giai đoạn đi đường tương đối là tốt. Hãy nhìn về cái lượng chênh lệch về tiền kìa, họ đang là đội tuyển dẫn trước về kinh tế, mặc dù nó không có nhiều, nhưng phần nào đó có thể thấy mặc dù họ đang đội tuyển bị động hơn nhưng họ vẫn đang có khả năng farm tốt. Nhưng Perfect đang có cơ hội để có thể bị khai thác bởi Diplodocus và bắt buộc phải mất luôn cho mình đã tốc biến đến từ Perfect ở trong tình huống xử lý vừa qua. Trong khoảng thời gian mà KT Roster họ đang kéo người lên khu vực nửa trên của bản đồ thì ở đường giữa không có ai phòng ngự cả, và con sứ giả này sẽ được Pilsic lái vào để hút vào cái trụ khu vực đường giữa. Nhưng bây giờ thì DK họ buộc phải trở lại khu vực đường dưới nhanh mà thôi, khi mà con rồng thứ ba ở trên toàn bản đồ đó, và đó là con rồng công nghệ, đã có mặt rồi. KT Roster họ đã setup được một cái lượng thông tin, lượng tầm nhìn rất là mạnh ở khu vực sông dưới rồi. Trong khi đó thì DK họ chưa thể nào tiến ra được. Họ chỉ có cho mình một con mắt từ cái bụi cỏ từ bù xanh tiến ra và một con mắt được cắm ra ở giữa khu vực bờ sông mà thôi. Nhưng như thế là cũng đủ thông tin để KT Roster họ không tràn vào khu vực hàng rồng.
Perfect vẫn đang rất là từ tốn nha. Anh ta đã biến thành na khổng lồ của trường trên và đang có khoảng trống nhỏ nhỏ để có thể mang về công trình. Liệu rằng anh ta có TP cùng với lại những người đồng đội của mình hay không? Thời điểm mà Perfect TP thì có lẽ như anh ta cũng biến thành dạng na tí nị rồi. Và khi mà bên phía của KT Roster họ không thấy ôi quyết định là TP sau. Đây rồi, người đang vòng sau đó chính là Pusik. Pusik phải tìm được Aiming. Aiming bị đá về, đá trúng hai người luôn. Giao tranh quá đẹp tới từ KT Roster và người mở điểm đó chính là Pusik. Những trừng phạt của Lucid thì lại tốt hơn. Lucid giữ được lại con rồng cho Dpluskia. Nhưng Barrow đang vác cái mỏ neo bự chà bá này đi tìm kiếm ai đó từ phía của DK. Nhìn thấy được hai người còn lại là Showmaker không phải là Kelly nữa ở đây rồi. Lính đang được đẩy vào tới từ Perfect. Perfect là người sẽ cố gắng gây áp lực, bị đẩy vào trong trụ. Perfect sẽ nằm lại trong cái pha này chăng đây? Perfect đúng là phải nằm lại mang đến Showmaker. Sau đó anh ta sẽ phải trả mạng bằng cái mạng của Kelly. Rồi Showmaker lại xỉa thêm được một người trước khi nằm xuống. Double kill dành cho Showmaker. Cá nhân bản thân của Spiker thì cũng có được những cái lợi điểm với cú double kill vừa rồi, nhưng rõ ràng cái sự chủ động đang nghiêng về bên phía của KT Roster. Mặc dù không có dạng nào khổng lồ nhưng Bishop đã vào vị trí quá đẹp. Anh ta sút được hai, trúng cả Amin, trúng cả thành viên bị bẻ cong không gian ở trong tình huống tiếp trước đó của bên phía BD nữa. Nó tạo ra một tiền đề cạnh tranh giao tranh quá tốt dành cho bên phía của KT Roster. 9.5, thiếu nửa điểm trừng phạt con rồng. Nếu như con rồng những tổ thứ ba thì là toàn vẹn dành cho bên phía của KT Roster ở trong tình huống giao tranh vừa qua. Tuy nhiên thì sau đó cái pha này thì thực sự bên phía KT họ lại không hay một chút nào cả. Họ lại để cho hai mạng rơi vào tay của Showmaker. Và con Azir trong tay của Showmaker đang có được một tốc độ thăng tiến rất là tốt. Và chúng ta có được một cái cột mốc ở trong cái ván thiếu này. Đó chính là Kellen đã có cho mình điểm hạ gục thứ 3.000 ở tại sân khấu LCK, xếp ở vị trí thứ 8 ở trên top 10. Rồi BD cũng có được khá là nhiều điểm hạ gục ở trong liên tiếp những tình huống giao tranh ha. Chúng ta đang thấy một con Vega hai món trang bị lớn ở phút thứ 19, Hoa Tử Linh kết hợp cùng với đó Quyền Trường Đại Thiên Sứ. Khả năng gây khó chịu với những tình huống bẻ cong không gian đã được phát huy ở trong những tình huống cạnh tranh cái mục tiêu giai đoạn vừa qua rồi đến từ bên phía của KT Roster. Rồi, một tín hiệu đang rất sáng dành cho đội hình của KT ở trong cái ván thi đấu thứ hai này. Những cái nhịp di chuyển tiếp theo tới từ Lucid cùng cả Pusik sẽ là cực kỳ quan trọng, bởi vì ở cái khoảng thời gian không có mục tiêu như thế này thì cái khả năng tìm kiếm thông tin sẽ là vô cùng quan trọng, cần phải rất là cần thiết để có thể khai thác được vào thành viên nào đó như thế này chẳng hạn. Tốc biến luôn tới từ Kellen, thủy ngục chính xác, trời ơi xử lý chiêu thức quá hay. Và Perfect là người nằm lại, điểm hạ gục cho em mình. 4 điểm hạ gục mà Perfect đã nằm xuống rồi. Và lần này Amin đã được nhường tài nguyên và có thêm công trình dành cho bên phía của Dpluskia. Nhưng chắc chắn là cái cánh còn lại thì bên phía của KT họ vẫn đang tạo ra được đủ sức ép. Có một tình huống zoom camera lên, không biết là có pha TP hàng sâu nào dành cho bên phía của Kingen ở trong cái lần về nhà vừa rồi của anh ta lên được cho mình đó Tim Băng. Bắt đầu đang có dấu hiệu tấn công vào con Baron. Baron thì sát thương theo thời gian của bên phía KT nó ít quá và họ không đủ sức ép để có thể tạo ra được một cái cơ hội ăn Baron lén. Nhưng bẻ công không gian thì không thể nào trượt được. Bản nguyệt thường cũng không có tác dụng đối với lại Bioshit khi mà anh ta đã găm xong Anvon cứ lao vào tấn công tầm gần. Ui, pha đó mà Lucid không nằm là báo hại lắm luôn đó Barrow ạ. Rất tuyệt vời là vẫn còn hiệu ứng khống chế tới từ BD để cho bên phía KT Roster họ vẫn có thể khai thác được vào người chơi đi rừng của bên phía DK. Nhưng bây giờ thì sao? Bên phía của KT Roster họ đang tràn vào khu vực hàng Baron. Nhưng mà như đã nói, tốc độ ăn là rất chậm. Các thành viên bên phía DK họ hoàn toàn có thể vào được trong cái pha này. Ngôn sát thương của họ là có một cú dương cung lên tới từ Dep, cấu được vào máu của Showmaker. Cú móc mỏ neo đã bị khắc chế bởi Cassante trong tay Kingen. Bên phía DK họ vẫn đang tìm đường để có thể di chuyển vào. Barrow đã bị khép góc ra rồi. Một cú đại hồng thủy có thể giải quyết được. Thanh trừng được bung ra, đại hồng thủy được bung ra. Thủy ngục dưới mức của Barrow. Barrow mất quá nhiều máu, Barrow phải nằm lại. Kingen thì vẫn sống, Kingen vẫn sẽ có thể về được. Và lại là chiến thắng dành cho phía DK. Trâu quá, Kingen quá trâu với lại con Cassante vừa rồi. Mặc dù anh ta chủ động tìm bên phía của KT Roster nhưng anh ta hút được quá nhiều cái lượng sát thương đến từ 4 vị trí khác nhau bên phía KT Roster và vẫn rút ra được với một chấm máu. Quả là người chơi kinh nghiệm, nhấp nhả đúng thời điểm, vào đúng thời điểm, ra đúng thời điểm và không bị nằm xuống ở trong tình huống vừa rồi. Chưa thể nào ăn Baron được từ bên phía của KT Roster. À, thực ra cái pha đó thì tôi nghĩ rằng họ chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi. Nhưng mà sau rồi lại biến thành một cái pha Unin giao tranh và để mất thêm một điểm hạ gục nữa vào tay của bên phía Dpluskia. Cái điểm đến mà bên phía KT họ cần phải quan tâm tiếp theo đó sẽ là con rồng. Nếu như mà có được con rồng thì bên phía DK họ sẽ có được cho mình hai dòng công nghệ liên tiếp. Còn KT Roster thì sẽ là con rồng thứ ba dành cho họ, nó sẽ là con rồng bản lề của họ.
và liệu rằng cái đoàn tàu lượn KT có đang có chiều hướng đi xuống hay là sẽ đi lên ở trong tình huống giao tranh tiếp theo hay không. Đây đang có dấu hiệu gượng ngược trở lại đến từ bên phía của Diplatka ở trong giai đoạn vừa qua. Khả năng chống chịu, khả năng hoàn thiện đội hình của họ cũng sẽ là có. Pha giao tranh ở con rồng nguyên tố thứ tư, nó sẽ là pha giao tranh mà tôi nghĩ rằng then chốt dành cho cả hai phía. DK họ đang cố gắng set up một vài cái lượng tầm nhìn ở quanh khu vực hang rồng. Ở khu vực đường giữa thì cái thế đẩy bên phía DK họ sẽ chủ động nhường lại dành cho bên phía KT một chút, khi để cho Dev cùng với cả Barrow là người đẩy trước. Bởi vì dù sao thì họ cũng đã không còn trụ nữa rồi. Họ vừa kéo Showmaker từ đường trên xuống, vậy nên Showmaker sẽ là người đảm nhận cái nhiệm vụ là đẩy đợt lính ở đường giữa, sau đó tiến ra. Nạn nhân trong pha này sẽ là ai đây? Nên là những người chơi đi rừng, Pilsic hoặc là Lucid sẽ bị nhắm tới. Cái trừng phạt của hai người chơi đi rừng đang là cực kỳ quan trọng. Showmaker đã có mặt ở đây rồi, sóng âm tung ra chính xác từ Pilsic nhưng chưa có cơ sở để lao vào. Một cú phân chia thiên hạ có thể giải quyết được mọi thứ này. Showmaker chưa tung ra cho mình cú lao vào phân chia thiên hạ, anh ta còn cả tốc biến cơ. Móc mỏ neo đã bị né, sóng âm đã bị né tới từ truy cùng diệt tận của em mình anh ta không còn cho mình chiếu cuối nữa rồi. Nguồn sát thương còn lại chỉ còn là những đòn đánh tay mà thôi. Con rồng còn 2000 máu, Pilsic lao thẳng vào và đó rồng lên cho bên phía của Lucid. Showmaker bị móc mỏ neo, bị dính từ lô tầm nhiệt, mất rất nhiều máu. Showmaker tốc biến bỏ chạy gọi lính cát đi nhưng không đủ và mạng dành cho BD. Hiệu ứng khống chế được tạo ra đến từ Bero là cực kỳ nhiều. Có thể thấy như Showmaker gần như là bị chung chân ở trong tình huống áp sát vừa rồi đến từ bên phía của Bero. Và đơn giản là BD tiếp cận với một cái vụ nổ vũ trụ kích hoạt luôn cho mình đau chiều cuối để có thể áp sát và tiêu diệt được Showmaker. Mất đi người chơi đường giữa, có được cho mình đóng cái sức ép ở trong tình huống giao tranh. Và bên phía của KT họ dàn trải đội hình của mình lên cánh trên. Rồng nguyên tố thứ tư đã thuộc về cho phía của Diplatka, nhưng con Baron này thì đang nằm trong tầm kiểm soát của KT Royster với cả đủ 5 vị trí. Kingen vòng ra phía sau, máu của KT đang bị kéo đi rất là nhiều. Pilsic, anh ta bị la vào, trừng phạt đến từ Lucid hay quá. Lucid trừng phạt quá hay trong ván 2. Họ sẽ để lại mạng của anh Kingen. Thậm chí anh Kingen có thể bế được BD theo đó. BD bị tấn công, BD suýt chút nữa nằm lại nhưng có người tới cứu là cậu em Perfect. Và đó là Baron dành cho Diplatka. Và phần nào đó có thể thấy rằng cái mức độ khuấy đảo đến từ bên phía của Kingen nó cũng đã thu hút những cái ánh nhìn của đa phần các thành viên của phía KT Royster. Và Pilsic cảm giác như là đơn độc trong khu vực Hambaron. Lucid có thể cạnh tranh những cái mục tiêu khác không thành công ở trong cái ngày thi đấu hôm nay. Nhưng quan trọng là trong ván thi đấu này thì anh ta đã cướp được con Baron. Ván thi đấu thứ nhất như đã nói có thể hơi bị trục trặc một chút ở những cái cú trừng phạt của Lucid. Nhưng ván thi đấu thứ hai này thì điều đó không xảy ra nữa rồi. Với bùa lợi Baron này về phía DK, họ sẽ khai thác được vào bao nhiêu lượng công trình đây. Barrow đang bị dính thanh trừng rất là đau, buộc phải móc một neo vào tường để có thể lùi về. Nhưng cái trụ đường giữa vẫn chưa được DK giải quyết. Showmaker, anh ta đành phải tìm một cái hướng khác, đó chính là lấy về thêm một công trình nữa về phía DK. Rồi sau đó họ sẽ có thể kéo giãn đội hình của KT Roster ra và dần đẩy vào cái trụ một đường giữa. Kingen cứ bước vào những trận cầu lớn, những trận đánh lớn là Kingen đánh phong độ rất cao ha. Chúng ta có thể thấy như giai đoạn vòng bảng thì cái phong độ thi đấu đến từ Kingen nó chập chừng lắm. Nhưng mà bước vào những trận BO5, những trận playoff thì Kingen thể hiện được cái sự đóng góp của mình cũng như là cái sự tập trung cực kỳ tốt. Ngày thi đấu hôm nay là ngày thi đấu tính tới thời điểm hiện tại là anh ta đã đóng góp rất nhiều những cái lợi thế dành cho bên phía của Diplatka rồi. Hãy nhìn kìa, anh ta hút được cả 4 thành viên của phía đối phương, tạo khoảng trống quá tốt dành cho bên phía của Lucid để có thể bước vào cuộc cạnh tranh tay đôi cùng với lại Pilsic và anh ta là người chiến thắng. Pilsic trừng phạt con Baron còn 145 máu. Cái sự cái tình huống lao vào tới từ Lucid, thêm đó là cái thủy ngục của Kellen nữa, khiến cho Pilsic hơi bị giật mình trong cái pha vừa rồi và anh ta căn thời gian trừng phạt bị sai, khiến cho Lucid là người đã chớp được thời cơ. Đó là một tình huống xử lý rất tuyệt vời của bên phía DK trong cái khả năng phối hợp với nhau và khiến cho cái lượng vàng chênh lệch tổng ở thời điểm hiện tại gần như là con số 0. Rồi, và với bùa lợi Baron thì cơ hội để có thể gia tăng thêm cái kinh tế cũng sẽ là có dành cho đội hình đến từ bên phía của Diplatka. Đội hình của họ cũng sẽ có dàn trắng tốt đến từ con bài Kassante của Kingen. Nó khiến cho những cái góc kẹp của Pilsic ở trong ván thi đấu này cũng sẽ hơi khó để có thể tìm góc nha. Đường dưới thì Perfect đang quay trở lại cùng với người đồng đội của mình. Anh ta cũng đang sở hữu một con Na, hai món trang bị, mặc dù cũng đã nằm xuống 4 lần ở trong cái ván thi đấu này. Bên phía của DK họ đang rất là nỗ lực để có thể đẩy vào cái trụ đường giữa này. Đây sẽ là cái cung đường mở ra cho họ để họ tiến sâu hơn vào trong phần rừng của nhà KT Roster để bắt đầu kiểm soát. Lính với bùa lợi Baron bắt đầu được đẩy vào, vẻ cong không gian được thả ra để có thể khép góc. Bắt đầu người sát thương được nhồi vào người của Barrow nhưng Barrow chống chịu khá là ổn. Lính đã được dọn hết nhưng vẫn còn một con lính xe cuối cùng với cái bùa lợi Baron để giúp cho DK có được công trình thứ 3 ở bên phía nhà của KT.
giải phóng mặt bằng ở khu vực giữa, từ đó di chuyển ra hai bên cánh một cách thuận tiện hơn dành cho phía Quân Blacka, là một trong những cái ý đồ để có thể vận hành công Baron vừa rồi. Amin bây giờ cũng đang sở hữu một con Lucian tương đối là mạnh, anh ta đang có được trang bị đó vô cực kiếm, ba món trang bị lớn. Món trang bị tiếp theo có thể hướng tới một cái khăn giải thuật kết hợp cùng với lại thanh tẩy để có thể chống đi đội hình nhiều hơn khống chế đến từ bên phía của KT Roster, giúp cho cái mức độ tự tin cao hơn dành cho bên phía của Amin ở trong cái bảng thi đấu này. Bởi vì cái tiền sử bệnh lý của Amin chúng ta cũng biết rồi nha, thường xuyên là anh ta đi tới đâu thì cỏ mọc tới đó, yêu cầu phải có được những cái món trang bị bảo hiểm như là một cái khăn giải thuật, thanh tẩy của ta lúc nào cũng phải sẵn sàng. Ván trước thì là có chuông Mikael đúng không ạ, tới từ vị trí của Kellen. Ván này thì Kellen đang cầm cho mình Nami và tôi đang không nhìn thấy cái hòm bảo hộ Mikael nào cả, thì em mình cũng đã phải tự cầm ngay cho mình một cái thanh tẩy rồi. Quan trọng rằng là cái món đồ thủ anh ta sẽ hướng tới nó là cái gì. Một cái khăn giải thuật không phải là một sự lựa chọn tệ, hoặc thậm chí là có thể lên cho mình cái trùy gai như vào đâu trước cũng được, nếu như trong trường hợp là Kellen có cho mình chuông bảo hộ Mikael. Bây giờ thì DK với KT họ đang triển khai một vài cái tình huống đánh Aram ở khu vực đường giữa, cố gắng cấu rỉa máu vào người nhau mà thôi, để xem rằng là đội tuyển nào sẽ là đội tuyển bị mềm mỏng trước. Tạm thời thì vẫn đang là clear lính, thanh trường được vung ra, Barrow mất rất nhiều máu, buộc sẽ phải lui về trong pha này, nhưng Lucid cũng mất nhiều máu không kém. Em mình dính một cú quy của BD hơi đau, buộc phải lui nhẹ ra, cần phải có sự hồi phục lại từ Kellen, đã được hồi phục rồi và vẫn đang giằng co. Barrow đang chờ cú móc mỏ neo, móc vào người của Kingan thì là hơi khó. BD làm tốt ở trong vai trò câu đề bấu giai đoạn vừa qua, thậm chí là có những cái chiêu thức của anh ta trúng vào người của Lucid khiến cho Lucid mất đi cho mình đó là 50% máu rồi, và Lucid bây giờ phải tự hồi phục bằng bãi người đá của mình và sau đó phải cố gắng quay ngược trở lại khu vực đường dưới, nơi mà con rồng nguyên tố thứ 5 cũng đã được xuất hiện. Lượng tầm nhìn xung quanh khu vực hang rồng dành cho phía của Diplodocus không có nhiều. Con rồng đang được bên phía của Ketidoster kiểm soát, Lucid bây giờ mới tới, Smaker đang được búp vào tới từ Kellen, rồng đã được ăn xong rồi, móc mỏ neo lại không chính xác. Bên phía của DK họ đang muốn tìm đường cho tranh em đang đầy sợi xích tội lỗi tung ra rất đẹp tới từ Dev, và bây giờ là một tình huống Kiều Xích bị tấn công, Kiều Xích vẫn sẽ về được, chưa dùng chiêu cuối, một cú đẩy hai người vào tường tới từ Perfect, sát thương nhồi vào là rất ít và Perfect là người nằm lại trước, sau đó Smaker phải trả giá. Lucid lao thẳng lên, Lucid buộc phải lui nhẹ về, móc bóng đá một người, Kingan vẫn sẽ lui về được, đang tạm thời là một đổi một. KT họ đang tìm đường để có thể tràn lên, Dev anh ta vẫn còn áo choàng bóng tối, anh ta vẫn sẽ tự tin bắn được tiếp, xả cú quy vào người Kingan mất máu, buộc phải lui ra. Và bây giờ Barrow đi lạc, đi vào hơi sâu, bị tấn công, Barrow nằm lại, nhưng trước đó Kingan cũng đã phải trả mạng. Viewsick vẫn đang muốn lao lên thêm một lần nữa, đang chờ bẻ cong không gian. Kellen đang né rất tốt, nhưng bẻ cong không gian thì ta buộc phải dùng tốc biến. Thủy ngục tung ra không tính ai cả, sóng âm đã có lava hay không đây? Rất hảo hán, sóng âm là lao vào, máu được hồi rất nhiều. Viewsick nằm lại, Lucid tốc biến né khỏi nguy hiểm. Một pha giao tranh cực kỳ hấp dẫn tới từ cả DK và KT. Pha giao tranh mà chúng ta phải mất khoảng chừng vài phút mới kết thúc và có rất nhiều những cái điểm hạ gục nghiêng về cho cái phía. Pha giao tranh này thì tôi tin rằng cái lượng sát thương đến từ bên phía của BD với con bài Vega là cực kỳ cao, nó khiến cho lợi thế về mặt sát thương của phía KT Roster vẫn sẽ là có. Lần về nhà tiếp theo của ta cũng đã hoàn thành mũ rồi. Không biết là ở thời điểm hiện tại thì anh ta đang sở hữu cho mình đó là bao nhiêu sức mạnh phép thuật với lại Vega đã được tích số ở thời điểm đầu. Hãy cùng xem tình huống này. Rồng nguyên tố thứ 5 và đây rồng 3 dành cho bên phía của KT. Trước đó thì Kingan đã có một tình huống mở đường chặn một pha nổ long cước tốt đến từ bên phía của Music nha. Những diễn biến chính ở trên bản đồ cũng đang hết sức hấp dẫn khi mà chúng ta được coi lại cái đoạn replay. Và đây là ai đây? Đây là cậu em Lucid lao thẳng vào người được chọn là Perfect. Lucid bị đẩy vào tường, Lucid mất rất nhiều máu, có chiêu cuối dính sợi xích tội lỗi, phải có người che, anh Kingan đứng ra che cho em út và đưa em út trở về nhà an toàn. Hú tim à. Pha vừa rồi một tình huống sử dụng cổng dịch chuyển đến từ bên phía của Lucid và tự đặt mình vào cái thế khó, có một pha đẩy về làm choáng tốt đến từ bên phía của Perfect và nó tạo ra một cái cơ hội, có cơ hội để có thể dứt điểm được Lucid, nhưng hơi tiếc là không có sát thương dứt điểm, nó khiến cho Lucid vẫn có khoảng trống nhỏ nhỏ để có thể sử dụng cái bản nguyệt thương của anh ta câu kéo thêm một cái khoảng thời gian giao tranh. Và anh thi đấu vẫn đang hết sức căng thẳng, chúng ta đang thấy một con Vega 856 sức mạnh phép thuật dành cho BDD. Vâng, thật sự thưa các bạn khán giả, đây là một trận đấu vẫn đang rất là hay, nó đúng với cả cái tính chất của cái trận đấu playoff, vừa có một vài những tình huống nó hơi giải trí một chút nhưng vừa cũng phải có tính chất chuyên môn ở trong đó. Barrow bị tấn công, dính nguyên trọn bộ thanh trừng luôn, nhưng mà khả năng chống chịu của Nautilus vẫn có và em mình buộc sẽ phải lùi về trong pha này. Chiêu cuối đổi lấy chiêu cuối mà thôi, đổi được cái chỉ lôi tới từ Barrow.
Rồi, ba món trang bị lớn dành cho BD ở trong cái bảng thi đấu này. Đam điêu của ta đang là lớn nhất với 26k. Tiếp theo đó là Dep với con Varus sát lực của ta cũng đang gây cái lượng sát thương khá là ổn ở trong những cái tình huống cấu rỉa máu và những tình huống giao tranh. Pha giao tranh rồng nguyên tố thứ 5 thì bên phía của Diplaka họ lỗ là bởi vì họ không có tầm nhìn. Nhưng trong tình huống này thì họ đã kiểm soát được cái lượng tầm nhìn tốt hơn xung quanh khu vực Hamaron so với các thành viên của phía KT. Ây da, né sóng âm khá là điệu tới từ Lucid và khiến cho Pilsic mất khoảng tầm 50% HP. Anh ta sẽ vẫn có thể hồi phục lại được bằng việc là tấn công vào những cái bãi quái rừng của mình. Tuy nhiên thì bên phía của DK họ lại một lần nữa đang là người triển khai cho mình con Baron trước. DK chứ là em mình có phải Galen đang bắt đầu di chuyển ra. Battle đang là người đi đầu để có thể che chắn bớt đi một vài những cái lượng hiệu ứng không chế được nhồi vào. Shopbreaker đã bị kéo máu hơi nhiều và anh ta buộc sẽ phải lui ra. Sau đó thì KT sẽ là người chiếm được lại cái quyền chủ động về khả năng kiểm soát trong khu vực hàng Baron, nhưng rồi cũng sẽ lui ra mà thôi, bởi vì nhìn chung thì sát thương DPS của KT là hơi thiếu. Đồng ý, ngược trở lại thì bên phía của Diplaka họ đang vịn vào một con Aziz sở hữu cho mình đó ba con lính cát cùng với khả năng chống chịu đến từ bên phía Kingren để có thể diễn. Họ đang nhấp nhả những cái đợt lính và sau đó để cho hai người ăn Baron. Nhưng đáng tiếc là bên phía của KT Roster cũng là cái đội tuyển rất kinh nghiệm. Rồi, 300 điểm nội tại dành cho BD ở trong cái ván thi đấu này, anh ta sẽ hướng tới những cái món trang bị nào ở trong cái bộ trang bị thứ tư của mình đây. Sức mạnh phép thuật bây giờ là cực kỳ nhiều, gần 900 rồi. Bây giờ thì mỗi một tình huống bước lên đặt cái bẻ cong không gian từ BD sẽ là cực kỳ đáng sợ. Và bên phía DK họ sẽ phải lựa vị trí thật là đẹp. À đây rồi, chuông bảo hộ Mikael đã có trên người của Kellen. Và em mình cũng anh ấy cũng đã tự cầm sẵn một cái thanh tẩy nữa như đã nói. Cái vị trí đứng và cái khả năng gây sát thương của em mình sẽ tiếp tục được đặt là một cái trách nhiệm rất là lớn ở trong cái ván thi đấu thứ hai này. Và Showmaker cũng tương tự là như vậy khi mà đang cầm cái nguồn sát thương hỗn hợp dành cho bên phía của DK. Có thể là cái món tiếp theo người ta hướng tới sẽ sớm là cái hoa tử linh mà thôi, khiến cho những cái tình huống xỉa lính cát rồi phân chia thiên hạ nó sẽ trở nên có ý nghĩa hơn, nhiều sát thương hơn. Và bây giờ thì hai bên cùng chuyển hướng xuống khu vực ở dưới nơi có sự hiện của con rồng. Lối lên trang bị phần nào đó thích hợp dành cho bên phía của Diplaka nha. Amin cần phải lên cho bên đó nỏ thần Dominic để có thể xuyên giáp. Và anh ta sẽ thành trường đếp tốc biến chạy. Có thanh tẩy dành cho tên đồ bên phía của Amin và Amin là người thắng ở trong cái cuộc đỏ xung. Sự đột biến dành cho Amin cũng đã có. Sau khi anh ta tiêu diệt được Dep thì anh ta lên luôn cấp độ 16 và giải quyết con rồng nguyên tố thứ 6 ở ván thi đấu này. Ôi, cái vị trí đứng của Apaka nó rất là lỗi ở trong cái pha vừa rồi. Một mình đứng ở một phương trời và không có ai bảo kê cho anh già Dep cả. Rất là khó dành cho con Varus, chỉ có sát lực thôi, không có nhiều những sự linh hoạt trong khả năng chạy trốn. Mặc dù là có sợi xích rồi nhưng thanh thể từ em mình rất là nhanh, kéo đi được cả hai phép bổ trợ tới từ Dep luôn. Và bây giờ thì đi bên phía của KT họ cũng mất luôn cái thế kiểm soát ở khu vực Hamaron. Em mình hồi lại máu trở lại khu vực Hamaron rồi. Và em mình đi lạc bởi tốc biến mở, nhưng Mero đang gặp nguy hiểm trúng cái thương ngục trở lại, trúng cái phong lôi thương, đồng đội của Mero hỗ trợ kịp không đây. Kingen lướt lên và không hỗ trợ được Mero trong tình huống này, nhưng Kingen cũng phải mất tốc hành để có thể đào thoát. Quyết định là lao vào để không chia thiên hạ, kết hợp cùng với tốc biến áp sát đến từ bên phía của Lucid. Perfect đang cố gắng hỗ trợ dành cho những người anh của mình để có thể rút lui. Summaker còn lại 100 máu và quyết định đến từ bên phía của Debrakia, liệu rằng họ có chạy về được. Lucid bị gầm sóng âm, Lucid tung phong lôi thương nhưng không thành công. Điểm hạ gục dành cho Dep, một ván thi đấu đang hết sức hấp dẫn mà cả KT lẫn đi cây công hiến cho chúng ta. 36 phút thi đấu, 30 điểm hạ gục, đây mới là cái mà chúng ta muốn xem. Nhiều điểm hạ gục thì đã đành rồi mà có những cả những cái kịch bản không thể nào ngờ tới được tới từ KT lẫn DK. Đầu tiên em Minh là người bắt được Dep, đây chúng ta sẽ cùng xem preview của em Minh. Icon, em mình tự côn luôn, em mình tự ping, tự lao lên, tự tốc biến, tự thanh thẩy và tự có cho mình điểm hạ gục đó. Sau đó thì chính em mình, mặc dù là người có một cái biệt danh là hay vấp cỏ, nhưng mà anh ta lại không trách cái bụi cỏ đó và anh ta nằm lại. Và nó hơi khó, pha đó là chúng ta đang được coi cái camera của bên phía của Diplaka thì vải và phần nào đó cũng không thể nào nhận ra được tình huống lòn ra phía sau bụi đến từ bên phía của Biosyn. Ngài Mark vẫn là một cái gì đó rất quái, và đặc biệt là con bài Lee Sin của anh ta trong ván thi đấu này cũng tạo ra được rất nhiều những cái điểm nhấn. Showmaker cũng lên tiếng, một ván thi đấu mà có rất nhiều những cái khoảnh khắc thăng hoa đến từ cho cả hai đội tuyển với những tình huống họ thi nhau để có thể lên tiếng nói của mình. Pha này là một cái pha mà Showmaker xử lý rất là hay nha. Showmaker lao vào với lính cát và Showmaker còn chủ động tốc biến trước cơ. Showmaker tốc biến trước khi mà BD tốc biến, sau đó thì anh ta mới dùng cho mình cái cú phân chia thiên hạ.
rất là hay, đọc gần như là một cuốn sách tới từ Showmaker để có thể tìm kiếm được về cho mình thêm những cái điểm hạ gục để giúp cho cái ý tưởng ăn Baron của Katie Roster bị phá hủy. Và bây giờ lại một lần nữa là đang đánh Aram, nhưng mà không phải là đường giữa mà là ở bờ sông dưới. Vị trí của Eming như thế nào đây? Eming sẽ phải đứng thật là đẹp trong cái pha này. Eming dính móc mò neo là đi bụi, anh ta buộc sẽ phải lui về. Hơi tự tin chút xíu, đúng như Long đã chia sẻ, nếu như cú móc vào neo vừa rồi nó tung ra thì Amin xác suất nằm xuống là cực kỳ cao. Vừa rồi thì Amin cũng đã hướng tới được cho mình đó khăn giải thuật rồi, chung đi keo khăn giải thuật thanh thảy quá nhiều những món trang bị bảo hiểm dành cho Amin ở trong cái tình huống anh ta chủ động đứng lên cao để tránh những tình huống mà anh ta bị vấp phải những cái ngọn cỏ ven đường. Các thành viên bên phía Katie Roster họ vẫn đang nỗ lực để có thể kiểm soát thêm ở khu vực Hamaron, bởi vì họ phải là người chủ động. Họ phải là người chủ động bởi vì tốc độ Hamaron của họ rất là chậm. Nếu như họ để cho bên phía DK tràn vào Baron trước mà họ không có thông tin thì đó sẽ là một cái bất lợi vô cùng lớn. Chúng ta đang có Azir tốc độ đánh rất là nhanh với 4 món trang bị lớn rồi. Một Lucian đã phun đồ tới từ Eming rồi. Và bây giờ bên phía Katie Roster họ đang sẽ ấy, DK họ không có thông tin nào cả. Ôi trời. Khúc này là thời điểm phút thứ 38 rồi, lượng trang bị đến từ bên phía của KT cũng rất nhiều. Họ mặc dù không có những con tướng mà có sát thương DPS tốt như là Azir hay là Lucian, nhưng với những cái món trang bị như thế này thì tốc độ ăn Baron cũng tương đối là nhanh chóng, và bên phía của Diplakia không để ý đến cái điều này. Một pha shot call hay dành cho bên phía của KT Royster. Để xem rằng là bên phía của KT họ sẽ có thể duy trì được cái thế để hay không đây. Tạm thời thì cái lượng công trình cũng đang khá là ngang bằng nhau. Cái thế lính thì suốt từ những cái phút thi đấu vừa qua đều được KT và DK giữ được lại ở tầm giai đoạn giữa bản đồ. Không có bên nào thực sự đẩy được quá sâu cả. Nhưng bây giờ với bộ lợi Baron, họ sẽ tạo được sức ép vào khu vực đường giữa, và họ sẽ có thể đánh từ đường giữa, đánh lệch xuống sông dưới để tấn công vào con rồng này cũng được. Đó sẽ là một cái chiến thuật rất là hợp lý để cho KT họ vận hành. Và họ đang muốn làm thế, họ đang gây sức ép vào đường giữa. Pilsic bị tấn công, những đòn đánh của Eming rất đau, nhưng mà những đòn đánh của KT vào trụ thì còn đau hơn. Họ bỏ rồng, họ đánh trụ luôn cũng được. Rồng nguyên tố thứ 7 đang chuẩn bị xuất hiện. Nhưng mà đội hình đến từ bên phía KT họ đang vận hành tốt bùa lợi Baron. Có một vài con mắt được cắm ra phía sau của phía Diplakia. Nhưng liệu rằng có phải là một cái tín hiệu khả quan nếu như họ TP để có thể khép góc đánh, hay là sẽ đánh trực quan với một cái đội hình có Kassante. Lucian của Amin rất tự tin, từng dùng cái sải tay dài được kết hợp với cái đại bác liên thanh để có thể tấn công vào Bilsic. Lượng máu của Bilsic bây giờ chỉ còn lại cho mình đó 1/3 mà thôi. Dịch chuyển trở lại rồi, đó là tới từ Kingen để sẵn sàng tấn công vào khu vực hang rồng này. Con rồng đang được triển khai, bẻ cong không gian tung ra rồi nhưng chưa ai dính cả. Đó là rồng 4 dành cho Katie Roster. Họ lui về rất nhanh. Bây giờ thì họ đã có sát thương rồi, họ không còn ăn chậm nữa đâu. Mini vẫn đang tỏ ra rất khó chịu với lại một con Vega khép góc. Bilsic lại tiếp tục vào vị trí núp bụi rồi. Không, DK không đi đường đó nữa. DK không đi đường đó nữa. Họ không muốn đi vào những cái bụi cỏ không có tầm nhìn. Họ chọn một cái vị trí nào đó thật là kín cổng cao tường để có thể bấm biến về mà thôi. Họ sẽ về được cả 5 người, nhưng rồng công nghệ đã có dành cho Katie Roster. Những cú quy của Varus trong tay Dev sẽ cực kỳ ý nghĩa ở thời điểm hiện tại. Một cửa mega khu vực giữa đến từ những cái thời điểm cuối của bờ lợi Baron dành cho phía của Katie Roster. Sải tay dài hơn, con Varus sắc lực bắt đầu câu điểm máu đau hơn rồi. Và chưa kể đó, khả năng khép góc đến từ bên phía của BD ở trong dạng vừa qua. Tiếp tục là những tình huống đứng chết bụi, đứng núp bụi và tạo ra những pha đột biến đến từ Bilsic chăng? Anh ta có tốc biến nha, cắm mắt hồ thể. Đã được ai trong tình huống này không đây? Những người đồng đội đang chờ. Đây rồi, Kingen bị sút về. Móc bỏ neo mọi người, Kingen vẫn đang chống chịu khá là tốt. Kingen vẫn có thể trụ được ít nhất là một nhịp nữa, nhưng mà chỉ một nhịp mà thôi, hai nhịp thì là không được. Perfect sắp có na khổng lồ, Perfect lao thẳng vào tìm kiếm ai, chưa tìm kiếm được ai cả. Đẩy được Lucid vào tường, Lucid đang bị tấn công. Lucid có giáp nhưng sẽ bị dính móc bỏ neo. À không, tôi nói hơi sớm, tốc biến né khỏi móc bỏ neo rồi. Và Eming, ôi Eming, vì sao rồi? Showmaker lên tiếng được không đây, đẩy về. Nhưng Showmaker đang 1/3, Showmaker cố gắng để có thể phá lính, không thành công rồi. Vẫn còn một con xe pháo. Quyết định quyên sinh của Showmaker đã không thành công. Cố gắng giết con xe pháo đó nào, trừng phạt tê tay con xe. Ây da, nhưng sách trời ơi, có bỏ hư không luôn, sách đôi nhiều quá anh em ơi. Và chúng ta sẽ có chiến thắng trong bảng thi đấu thứ hai này, thuộc về trong việc của Katie Roster. Tôi không thể hiểu được cái đoàn tàu này nữa anh Linh ơi. Không thể hiểu được.
Trời ơi. Ba cái thanh tẩy khanh dễ thuật rồi cả chuông Mikel là được cái thứ, nhưng mà mình vẫn vấp cỏ được. Ai da. Cô biết nói gì đâu nữa. Vâng ạ, thưa các bạn khán giả thân mến, đúng thật là KT với cả DK lại đưa chúng ta đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc ở ván 2. Và tỷ số bây giờ cân bằng là 1-1 rồi, chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi trong vòng một ít phút trước khi tới với cả ván thi đấu thứ 3 của cặp BO5 này thưa các bạn.